Cách làm thứ hai có nghĩa là cách làm mình sử dụng cái thư viện Isotope để thêm vào trong jQuery này. Thì để làm bài này thì mình sẽ copy cách 1 ra. Đổi tên thành cách 2. 2 này. Sau đó là mình vào trong Supply Text. Tắt hết đi. Đấy, mình thấy là kích vào cách 2 này này. Phát HTML của nó đây này. Thì mình sẽ thêm một cái dòng là dòng JS. Cách cái file jQuery mà isotope tên là gì nhỉ? Tên là đây. Bạn copy cái tên này cho chắc chắn này. Sau đó kích vào đây và bạn paste vào đây. Đó. Tiếp theo là cái phần CSS mình sửa lại một tí nhé. Sửa lại một tí. Isotope rồi thì nó sắp xếp sheet được rồi thì mình cần gì phải làm này đâu. Mình không cần để về overflow hidden nữa, bỏ đi. Mình không cần để hai nữa. Đấy, tự động hai tự động. Sau đó là mình để ảnh thôi. Ảnh cho nó width 100%. Chung để như cũ. Đây. Rồi bạn kích vào select này, xếp lại. Rồi. Sau đó mình chuyển sang CSS này, à JS này. Xóa hết cái JS này đi. Đấy, coi như trống này. Mình gọi cái hàm là hàm gọi đến cái chấm content cách ul, gọi cái hàm là hàm isotope này. Isotope. Tên của phần tử được lựa chọn là item selector là li nhá. Thì như vậy khi mà view trên cái mở ra refresh lại đấy thì nó sẽ hiển thị ở dưới dạng này và nó có khả năng zoom được. Đấy là tác dụng của isotope, tức là tự động nó sắp xếp vào các vị trí trống sao cho các cái khối của mình nó xít nhau. Như vậy là mình đã sử dụng xong isotope để mình sắp xếp cái khối này rồi. Việc tiếp theo là cái kích vào cái ảnh phong cảnh thì nó phải load ảnh phong cảnh. Đúng không? Mà đây mình chưa load, mình chưa sử dụng cái hàm này. Đấy. Cho nên là nó chưa chưa xảy ra. Thì để làm công việc đấy mình phải dùng vào cái phần là JS, mình gõ code. Đấy. Code cho phần nút. Nút này là nút NAV cách LI. Cách LI cách A. Khi mà kích vào là click. Click vào thì làm cái gì? Click vào thì đầu tiên là phải return fail đã. Tránh cái việc là tự động nó như vừa rồi. Nó làm trang web nó bị loát lại. Thì cái return fail để tránh việc đấy đã. Tiếp theo là khi mà kích vào A ấy, kích vào thẻ này này. Kích vào cái thẻ này, không nhỏ to tí nhá. Còn chung không. Thì nó lấy được cái phong cảnh. Lấy phong cảnh nữa. Và danh mục bằng this.data, tên của nó là class. Đấy, lấy cái danh data class này. Còn các bạn nào mà không muốn dùng cái này dùng trùng tên thì bạn có thể đặt tên là data data danh mục nhỉ. Data danh mục ảnh nhỉ, như thế nhỉ. Mà đặt tên là cái gì cũng được. Ở đây mình đặt tên là class thì nó trùng cái kia dễ gây hiểu nhầm. Thì data class là danh mục ảnh. Đấy. Thì lấy danh mục đã. Sau lấy cái tên rồi đã. Và tên thì bằng là this.text. Đấy. Sau đó là mình đặt cái tên này vào. Đặt tên vào trong thẻ H1 đã. H1 chấm content cách H1 chấm text đặt tên vào. Như vậy kích vào đây thì nó đặt tên này đã. Làm chạy thử thế nào. Đấy, kích vào đây chả thấy gì. F12 nào, em buồn chứ này. Kích vào trong cái này là ảnh phong cảnh data danh mục ảnh
Xếp rồi. NAV cái UL cái LXA. Mình sẽ dùng hàm console để mình check lỗi nhé. Đấy, cho nó chắc. Đấy. Không là lỗi tùm lum không, không biết ở đâu. Danh mục. Xếp lại. Chạy thử xem nào. Console này nhá, keyframe nào. Khung cảnh được rồi. Cái text xem nào. Con dôn là cái tên này là cái này đây, ảnh phong cảnh, ảnh vùng núi đúng không, lấy được hết rồi. Thế sao không đặt vào đây được nhỉ? Chìm vì cho phần tử nào. À cái H1 này nó không nằm trong content, cái H1 này của mình nó không nằm trong content cho nên là mình viết đây là sai. Nó nằm trong section và nằm ngang hàng với content cho nên viết này không được, với là section. Đấy, nhờ việc check lỗi bằng console thì mình sẽ biết được là hai dòng này của mình hoàn toàn chính xác rồi. Nó chỉ sai ở dòng dòng thứ ba thôi, dòng 14 thôi. Đấy, cho nên mình sẽ check được là dòng 14 mình sửa lại. Refresh xem nào. Nhá. Cái này phải hơi zoom tí để cho nó tự động nó sắp xếp lại. Hình phong cảnh. Đấy. Thế là xong cái phần là phần tiêu đề. Tiếp theo là cái phần filter, tức là phần lọc cho cái này. Thế để lọc cho cái này thì mình sẽ sử dụng cái hàm là filter. Cái hàm này nó cực kỳ dễ, nó chỉ việc là gọi cái hàm là ví dụ như là tên của nó là tên là chấm content nhé, cái nội dung của nó là ul cách ul chấm content cái ul thì dùng cái hàm là hàm isotope này to pe mở đóng này filter hai chấm, ví dụ như mình muốn kích vào một phần tử a này này thì nó lọc ra ảnh phong cảnh ạ. Thì filter chấm phong cảnh. Tức là lọc ra những class nào là phong cảnh. Đấy, phải là có dấu chấm ở đây nhá. Thì nó hiểu là class mà. Tao sẽ thử xem nào. Kích vào này, cho nhỏ lại này. Kích vào ảnh vùng núi này. Kích vào ảnh phong cảnh thì cũng thế. Nói chung kích vào cái nào thì nó cũng loát ra ảnh phong cảnh bởi vì mình biết cố định ở đây mà, là phong cảnh. Đấy, mình kích vào ảnh vùng núi cũng thế, đồ dùng thế nó thì loát ảnh phong cảnh thôi. Những cái này đánh dấu là phong cảnh, những cái này có class là phong cảnh, bạn nhìn đi, những cái này có class là phong cảnh này, đấy, những class là phong cảnh thì nó sẽ loát ra, bởi vì mình viết cứng đây là chấm phong cảnh rồi. Bây giờ mình muốn là kích vào trong cái đồ dùng thì nó loát đồ dùng, thì như vậy, bạn phải tính được ra là cái tên của cái này là tên động chứ không phải là để tên cứng hay là phong cảnh được, thì tên của nó mình đã tính được rồi là danh mục rồi, nhưng mà nếu mà đặt danh mục ở đây thì lại không chạy. Bởi vì là nó phải có dấu chấm cơ, còn danh mục này nó không có dấu chấm, cho nên là mình có hai cách làm. Cách số 1 là mình đặt đây là chấm. Đấy. Thì nó sẽ lấy luôn được là chấm người, chấm phong cảnh, chấm núi, chấm đồ dùng. Đấy, chạy thử nhá. Đấy. Loát luôn này. Được chưa? Tự loát được. Đây là cách số 1. Cách số 2 là mình không làm cái này, viết để đây là data class là từng này, nhưng mà trong JS thì mình phải viết thêm một cái dòng nữa là danh mục bằng dấu chấm cộng thêm một cái từ danh mục nữa, tức mình tự thêm dấu chấm ở đầu bằng code jQuery, sau đó là danh mục lúc này sẽ là chấm rồi, chấm cũng tên nó rồi, như vậy ở đây nó sẽ là chạy bình thường. Đấy, thì cách hai này cũng được, bạn dùng cách nào cũng được, tùy các bạn, nhưng mà cá nhân mình thì mình thích cách một hơn. Đỡ phải viết nhiều code này, cái đoạn này viết lại khó hiểu. Cho nên mình sẽ đổi sang dùng cách 1 nhé. Xóa đi này, cái này để thêm dấu chấm nữa là thôi là xong này. Cái này có vẻ dễ hơn nhỉ. Chỉ đặt đúng cái tên mà thôi. Đúng cái tên vào đây thôi. Đấy là xong. Thì đấy là cách 1. Bây giờ mình còn một cái nhỏ nhỏ nữa là có một cái on lên này. Thế là thêm một cái nữa là thấy on cho mình. Là danh mục ảnh bằng on. Đấy. Thì khi mà xem tất cả nhé, đến xem tất cả. Tức là khi mà kích vào đây thì nó phải xem được tất cả. Đấy. Nhưng mà ở đây nó không xem được. Thế để làm được công việc đấy thì mình có câu lệnh ở đây. Tức là mình phải kiểm tra ở đây. Đấy. If mà cái danh mục ấy nó trùng với cả cái từ là on
có nghĩa là tất cả ấy. Thì nếu mà tất cả thì sẽ không làm gì cả, chỉ gọi cái hàm này thôi, biết đây đó. Còn nếu mà không ấy, else thì mới làm công việc là công việc như bình thường vừa đấy, tức là công việc mà lọc ra theo danh mục và viết cái tiêu đề ra. Đây là viết tiêu đề, còn đây là lọc danh mục. Còn cái này thì mình chỉ đơn giản mình để nó là theo, cũng là section H1, nhưng mình chỉ thay vì mình để tag là tên này, để tag trực tiếp luôn là gì nhỉ? Là tất cả nhé, tất cả nhỉ? Ví dụ thế. Đấy, từ nếu mà ôn thì là tất cả ảnh, còn nếu mà không phải là ôn thì nó sẽ lọc như bình thường. Sẽ thử nào, ảnh tất cả ảnh. À, không được. À, mình đã tìm ra là lỗi vì sao rồi, vẫn phải dùng filter vì đang đang sử dụng filter theo cùng hệ thống mà, chỉ có điều là filter không phải là danh mục nữa mà filter tất cả luôn. Thì để tất cả thì mình sẽ để là sao, sao nghĩa là tất cả, lấy tất cả luôn đấy. Còn nếu mà đúng là không phải tất cả ấy, thì mình sẽ lấy theo danh mục, dù sao hiểu là tất cả. Nhưng chạy thử lại xem nào, tức là người phong cảnh tất cả. À được rồi, đây này. Thì như vậy là nếu mà muốn tất cả thì bạn để là filter sao nghĩa là tất cả, sao tượng trưng cho tất cả các thẻ, cho nên là mình sẽ lấy coi như là lấy tất cả luôn. Là text tất nhiên phải đi là tất cả ảnh rồi, vì ở đây mình để là xem tất cả mà. Đó. Riêng cái xem tất cả thì mình dùng là filter sao, còn lại những cái này thì mình filter theo đúng cái này. Đấy chính là cách làm cái này. Đấy. Như vậy với cái này thì bạn đã làm được cái bài tập này rồi, và cái bài tập này đấy, nó sử dụng cùng một cái hàm là filter. Hai cái bài tập này các bạn là về nhà làm thử nhá, làm cả hiệu ứng di chuột nữa xem như nào, xem là có ổn hay không. Như vậy với cái hai cái dùng là gì nhỉ, sử dụng hàm đô la tên chấm iso top filter đấy, tên class cần lọc đấy, sử dụng hàm này và để mà lọc tất cả ấy, view tất cả thì sử dụng cái hàm này, nhưng mà với cái filter không phải là tên class cần lọc nữa mà filter là sao. Để sao nghĩa là tất cả mà. Đấy. Bài tập áp dụng mà làm thử nhá, không làm được thì mình chữa. Bài 1, bài này bài 2 là bài này. Thì hai cái bài này khá là cơ bản luôn, trong cái phần nào cũng có, cho nên là bạn không biết làm thì xấu hổ. Hướng dẫn rồi, bây giờ mình sẽ làm lại, sau đó ra áp dụng làm thử hai tập này. Đấy, đấy là mình đã nói xong cái cách làm dùng thư viện isotope. Sau đó là để cho nó chuẩn thì bạn nên áp dụng lại làm thử hai cái bài tập này. Bạn sẽ còn gặp hiệu ứng này rất nhiều trong tương lai, cho nên là bạn sẽ phải làm lại mình nhá. Cảm ơn các bạn.